mới vô mà ho quá vậy. Hello, hello nhà. Sao biết đôi ta đã từng trải qua bao năm khi ta yêu như vậy mà bây giờ đi xa lạ. Qua đây có bài gì cho anh hát cho hay hay không Quỳnh? Thôi mà cũng lăng hoài. Ngày xưa đôi ta thường hay mơ tình yêu lung linh, mở tình yêu lung linh. Dám cháu gì, chào mọi người, em hát tình yêu lung linh tặng quý vị nha. Bây giờ mọi người xe chim cho em. Mi vô. Dám cháu nào Tuấn anh khỏe không? Chi ve nè. Chi ve ơi, trời nay đẹp quá nha chi ve. Cảm ơn mình nha chi ve. Alo. Đá banh làm gì, coi đá banh làm gì, vô coi em, liền tay dùm cho em. Và tặng cài điện thoại dành tặng chú gì ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay em like cho mạnh lên Bùi. Ngày hôm nay tặng quà cho chị rất là nhiều. Thì bây giờ mọi người ủng hộ dùm cho em chú gì nha. Xe chim sơ ơ dùm cho em. Môi đẹp chưa? Chị Gia nó bị tự nhiên quá. Mày cho tao đậm đậm miếng nữa được không chị Gia? Chị Gia nó thì nó ok rồi đó, nhưng mà bây giờ nó bị tự nhiên quá, mày hiểu không? Ê gái làm cho anh tự nhiên đó, làm tự nhiên cái nó vô làm tự nhiên quá, giờ nó y chang làm thì không làm luôn. Ê đừng coi đá banh vô em đá vợ em, lắc em suốt nhỏ vợ em cho gì coi. Xem bói không biết mẹ ơi, xem bói đâu bán tấm trắng như gì nha. Thì ngày hôm nay bán tấm trắng, chị em cần tấm trắng thì liên hệ với em trong tại livestream này. Nhanh to lẹ chân Kim Xuyến nè, chèo Kim Xuyến là khỏe không Kim Xuyến? Út chào trời đất ơi, út chào trời đất ơi, Đinh Thị Phúc Châu rồi nè. Xem bên giờ, ôi trời ơi, bây giờ ủng hộ giùm cho em nha. Bây giờ mọi người nhanh tay lệ chân xe chim xe ơ giùm cho em. Nhiều người cùng tham gia tham dự. Nhanh tay lệ chân nha, mọi người ơ. Bớt gian đi nè, rồi. Ngày xưa, rồi bởi mà bài đó bài gì đó, tình yêu lung linh. Thì bây giờ trước tiên em hát tặng cái gì, một bài hát được mang tên là tình yêu mà lung, mà linh như gì nha. Coi đó anh làm gì vô coi em nha. Kéo lọ đây. Mở lớn xíu kìa. Dạ em chào quý vị, em hát quý vị bài tình yêu lung linh. Ngày xưa đôi ta thường hay mơ về ngày mai, nào ai có ngờ em là nàng công chúa chờ đợi anh một ngày trong xanh. Thời gian giờ trường tàn, có em cuối đường. Anh cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, lung linh hạnh phúc ngày qua đây. Tình yêu lung linh đẹp sao mà buồn tan, yêu đương vậy sao người ra đi còn tin em trên ven tháng ngày. Lời chia tay cấp ninh trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nỗi đau. Nghe trong tim đau, bao nhiêu yêu thương tan vỡ. Ôi tắt đi, tắt đi. Dạ, ta nói em hát là ta nói sớm gì em qua đứng trước cửa nhà em chửi em như vậy. Bây giờ mọi người nhanh tay ủng hộ xe chim xe ơ giùm cho em như gì nha. Cổ vũ bóng đá hả? Vô. À lê như gì nha. Rồi bây giờ mọi người nhanh tay lẹ chân ủng hộ giùm cho em. Xe chim xe ơ giùm cho em như gì nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ xin những phần quà đặc biệt dành tặng cho mọi người ngày hôm nay. Bây giờ mọi người nhanh tay lẹ chân xe chim ủng hộ giùm cho em nha. Bây giờ mọi người xe chim lên trang cá nhân giùm cho em. Đúng rồi, em like đá banh nha. Thích coi livestream của Lâm ghê hả? Dạ. Coi đá banh làm gì, vô coi em đá vợ em những gì nha. Em đá vợ em suốt banh rạp luôn. Ok, Kiều Ly, chào Kiều Ly. Nhung G, chào Nhung G nha em nha. Anh bớt hát rồi nha hả? Trời ơi, có tôi chuyện vui hơn đúng không? Trời ơi, chuyện vui quá, hát nghe kỳ của gì nha. Lâm Minh Đại, phải không bây giờ? Bình luận đá banh hả? Bây giờ không có cái màn hình ở đây, làm sao bình luận đá banh đây? Thì giờ mọi người nhanh tay lại chân cạn 50.000 đúng không? Nhân gì nè? Mạnh Linh Bùi ơi, tặng cạc 50.000 đúng không? Mạnh Linh Bùi ơi, bây giờ tặng cạc má ơi. Ngày nào má cũng like Việt Nam mấy năm trời, coi má cũng đi ủng hộ Việt Nam ơi. Trời đất ơi, Việt Nam đá chứ gì. Trời đất ơi, cơm thì phải này cũng ăn. Tướng Phạm nè, ăn mì má cừng hả? Ok vậy, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhanh tay lẹ chân. Anh chị em nào mua đồ thì để số thoại cho bên em, thì bên em xa lô cũng nhờ tư vấn cho vậy.
ba ca mấy ông hát còn 600 hả? Ờ cảm ơn gì đó nhiều, coi đó banh đi em, nhanh tay lẹ chân ủng hộ giùm cho em gì nha. Kevin Lê, chào Kevin Lê, nhanh tay lẹ chân quý vị nha. Bây giờ chị em nào, anh em nào mua để số thoại giùm cho bên em thì em Salo cũng nhờ tư vấn cho vị. Nhanh to lẹ chân đi mọi người, mọi người, mọi người ơi. Ờ 9 giờ like hả? 9 rưỡi em like thêm cái nữa nha quý vị nha. Cảm ơn vị hát giữ thần hả? Ờ đá vợ em, suốt vợ em luôn. Nói nhiều thế kệ tôi đi. Tôi muốn nói gì tôi nói kệ tôi khùng mà tôi nói gì tôi. Việt Nam ăn mấy không nữa vậy? Việt Nam ăn mấy không này? À, em mua nữa hả? Coi đá banh hết rồi hả? Trời ơi, coi đá banh kệ, coi đá banh chứ trời. Tôi bán đồ kệ tôi. À, nhanh tay lại chân. À, đừng có đá banh, à, đừng có đá banh, có đá banh làm gì? Vô đi chơi vui hơn. Vô đi chơi đi mọi người, mọi người. Cái ông sàn hoài em ta ơi. Alo, man qua nhà chị nhé. Con nhà. Kêu qua giùm anh đi. Mai em like cho Nhã Phương quý vị nha, ngày mai em sẽ like chung với Nhã Phương. Chị em nào cần Nhã Phương, tôi nói thích Nhã Phương thì nhanh tay lẹ chân. Ngày mai mấy giờ trưa? 1 giờ trưa em sẽ like với Nhã Phương như vậy nha. Nhã Phương như vậy nha. Mỗi miệng không làm trang, không mỗi miệng. Bây giờ em không mỗi miệng như mọi người, mọi người. Thì bây giờ mọi người share lên trang cá nhân thì lập tức Mạnh Linh Bùi sẽ tặng cái gì một cái cạc 50.000 như vậy nha. Nhanh to lẹ chân giùm cho em nha mẹ ơi. Nhanh to lẹ chân, nhanh to lẹ chân đi mọi người, mọi người, mọi người. Ơi xe chim xe ơi giùm cho em nho quý vị, nho 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 nho. Ủa sao ai duyệt cái này vậy? Quỳnh Việt đúng không? Em muốn đụng gì tới luôn á. Rồi đứa coi là sao lên tường người ta gì. Rồi ok quý vị nha, bây giờ em hát hò này nọ như vậy nha, phải tặng quý vị những bài hát cực kỳ dễ thương, cực đến tiêu. Và ta đang cài điện thoại dành tặng gì là Mạnh Linh Bùi. Ok mỗi miệng không lắm. Hôm nay bán gì vậy? Ngày hôm nay bán tấm trắng AI skin như vậy nha, skin ACE. Skin mấy ACE cái gì quanh đòi skin AEC, AEC như vậy nha. Coi đá banh đi anh, coi đá banh làm gì? Một điều rồi hả? Chết cha rồi, một điều rồi. Anh làm thích coi đá banh, thích coi đá trứng thôi hả? Là sao mẹ? Thấy status là muốn xem hả? Trời đất ơi, Nguyễn Xuân. Nguyễn Xuân mẹ không lo coi đá banh, mày vô mày coi live stream tao mày cũng xàm mày ơi. Nghĩ live stream coi đá banh làm gì vậy? Vô đi coi em đá vợ em như vậy nha. Cảm ơn vậy đó, ngày hôm nay chữ nhiều nè, mầm không phanh nè, đó chữ nhiều nè. Cảm ơn vậy, chửi đi má, chửi đi. Những trẻ câu nó tôi chửi đi. Coi đá banh vừa xem live stream, cảm ơn vậy đó nhiều. Cho em cái cạc đi, rồi bây giờ mọi người chia sẻ trang cá nhân giùm cho em và chia sẻ vô hội nhóm giùm cho em thì lập tức sẽ tặng cạc điện thoại cái gì là 50.000 của chị nha, skill loto đồ này nọ. Ngày hôm nay là cái sản phẩm tấm trắng AE skin ACE. Rất là trắng luôn, rất là mịn màng luôn. Để số điện thoại giùm cho em những gì nha. Kim Chi cô ơi. Lộ vú rồi hả? Ngày mai Nhã Phương like gì? Ngày mai Lê Phương like gì Quỳnh? Hàn Quốc, sản phẩm Hàn Quốc gì đâu quý vị ơi. Còn phỏng mỏ không anh? Không còn phỏng mỏ như gì nha. Ok Phương Nha, chào Phương Nha nè. Coi chừng nhai cái lửa, kệ tôi đi. Nay mặc áo đeo hùm luôn hả? Kệ tôi đi, kệ tôi đi. Vô coi Lâm live stream hay hơn hả? Cảm ơn em Quỳnh đã quý. Phải không em? Phải không gơm? Mặt trời bé con em ơi, mình đã quý thì nay được kinh doanh gì rồi em? Nay khỏe không? Mày kinh doanh gì rồi? Rồi nhà đời, cạc 50.000 nha, xe chim cho cá nhân giùm cho em. Cạc 50.000 em gì nha. Số gì ra, số gì ra, con một gì ra, một gì ra. Xe live stream giùm cho em đi quý vị ơi. Số gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì ra, một gì ra, con một gì ra. Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu qua nờ những cánh thăm đi tìm một chiêu nặng. Chị ông uống mình quanh quanh đôi cánh chào qua bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm gì, tìm mặt ông nuôi đời. Chị dẫn theo bố mẹ chấp làm không nên lời. Một gì ra, một gì ra, còn một gì ra. Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất. Ý a ý a, làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn. Ý a ý a, heo cũng đòi ăn cơm, heo cũng đòi ăn cam. Heo chỉ cần em bé trên tay ầu ơ. Em không thèm mua kem nè, em không thèm mua bánh nè. Em lì xì cho heo nè, em lì xì heo đất 200 mỗi ngày. Chị Bích Trâm em chào chị khỏe không? Ngày mai em like cho chị. Chị ơi, số gì ra, số gì ra, con số gì ra. 12 Lê Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, em đã trúng rồi nha em nha. Một cái cạc 50 dành tặng cho em. Nhanh 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 nhanh, lẹ lẹ lẹ, xe lai chim, xe lai chim, xe lai chim, xe lai chim, xe lai chim.
hai gì ra con hai gì ra hai gì ra thà như thế thà rằng như thế thà đừng có điêu kéo đã tan lòng nhau chi hỡi em thà như thế thà rằng như thế thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai giấc mơ qua rồi yo xe là chim ủng hộ gì nha xe là chim ai mà tao nói trúng phải xe là chim mới được nha còn xe là chim không được như vậy nha nhanh tay lẹ chim xe là chim ủng hộ giùm cho em ai cũng có quà ngày hôm nay chị ba chị bảy cô năm cô sáu nhanh tay lẹ chim xe là chim như vậy nha hát một tô không giấu cãi cho đi bay ok tâm beo ok tâm beo chào tâm beo nè tâm beo ơi hai gì ra con hai gì ra biên cương lá rơi thu hà em ơi đường dài mình mù em không tới nơi mây nước buồn cho lửa binh hết kể chuyện chung tình không tan riêng em một mình cậy tuôn lá xanh tây màu cho anh tình đầu bè bàn trong cơn chiến chinh đưa tiếng nào hay rẽ chia cách trở thành muôn đời nỗi nữa chi thêm ngàn lời hại gì ra con hai gì ra gà mà không gái là con gà con gà mà biết gái là con gà cha đi lang thang trong sân có con gà đi lang thang trong sân có con gà yo da 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 nhớ cô Lâm quá hả mày xạo nha mẹ mày xạo 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 rẹo tôi không à rồi bây giờ mọi người sẽ lên stream ủng hộ gì nha thì ai cũng quà ngày hôm nay mình cứ cài điện thoại 50 ngàn do Mạnh Linh Bùi tài trợ gì nha Mạnh Linh Bùi tài trợ những cái cạc 50 ngàn ngày hôm nay quý vị chia sẻ giùm cho em sẽ được cái cạc 50 ngàn và ngày hôm nay là sản phẩm tắm trắng AE Skin chuyên về dòng tắm trắng Hàn Quốc cực kỳ trắng cực kỳ mịn cực kỳ đẹp da luôn nhanh là nhanh là nhanh là nhanh ủng hộ giùm cho em nha quý vị ơi lẹ 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 xe like stream xem like share xe like stream luôn số gì ra số gì ra con số gì ra ha tôi kể người nghe chuyện tình lan và điệp một chuyện tình cay đắng lúc tuổi còn thơ lan vẫn thường mộng mơ nên viết thành bài thơ thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làng lắng như bóng qua ngàn thương yêu vô vàng nguyện thề nón nước sẽ không hề lìa xa ủa sao thấy cái máy số điện thoại vậy trời nhanh gì ơi xe live stream ủng hộ giùm cho em gì nha ai cũng có quà hôm nay chủ yếu là quý vị xe live stream trên trang cá nhân giùm cho em và chia sẻ thật nhiều giùm cho em đi quý vị ơi comment bị ẩn rồi quý vị ơi lẹ 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 nhanh nhanh lẹ 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 xe live stream xem live stream xe live stream luôn mấy chế ơi hai gì ra con trời mưa thôi trời mưa hoài thiệt rồi nhỏ nhà tới nhà đi hai này hai gì của gì ơi hai này nhung g bớt comment nè lê tấn anh bớt comment nè mấy má comment không tôi không thấy mấy comment khác hoàng sơn mày bớt đi hoàng sơn ơi hoàng sơn mày bớt giùm tao nha hoàng sơn rồi nhung g đồ nè lê tấn anh đồ nè ngô trọng trang gần đúng với nhau gì nha hai gì ra em mở ra cái hú hồn cái gì nha rồi bây giờ xem không thấy comment vậy trời sao em không thấy comment vậy mọi người ơi mọi người ơi tại bên này comment nhiều quá vậy hả trời ơi mấy má bớt comment nè mấy má comment lần hai lần mấy má comment nhiều tôi không thấy lê ngọc trang thấy ngọc trang nè ok ngô ngọc trang ghi bình luận ngô trang 22 với điều kiện là ngô ngọc trang phải chia sẻ live stream nha phải chia sẻ live stream mới được nha còn không chia sẻ lập tức không được liêu đấy rồi ủng hộ cái gì nha nhanh tay lẹ chân vì những phần quà cực kỳ đáng yêu cực kỳ dễ thương hoàng sơn ơi mẹ em có đá banh đó hoàng sơn hả cả nhà mình chia sẻ cho cả nhà ơi cả nhà chia sẻ giùm cho bên em những gì nha chia sẻ giùm cho em ngày hôm nay like tấm trắng ai mà tụi thấy cổ vũ đá banh làm gì coi đá banh làm gì vậy tao nói coi toi xong rồi cái hả cá độ đá banh đồ rồi cái tao nói thua cái là tao nói nhà tan cửa nát ở đây vô coi live stream của em đó cái được mày nhìn gì mày nhìn thấy ở ngoài vậy nó khùng thế gì mỗi lần anh nhìn ra cái nó nhìn theo mà tao có nhìn dĩ quải đâu như con điên hết trời nó trước mặt tôi nó làm trò khùng trò điên à em cũng 22 mà Lâm mẹ em đi thằng Bùi mày lên nè gì vậy
Cái này là anh bị du duyên chứ đâu la được nữa đâu. Du duyên gì? Anh bị du duyên thì anh nhìn thì nó có quyền nó nhìn theo. Mà nó khủng khủng nhìn hoài, tôi nhìn ra cấm nhìn ra. Nó nhìn ra. Lỡ như anh xin nhanh cái gì đó thì nó phải nhìn chứ. Ủa làm gì xin nhanh? Làm tao trong sạch. Giật mày hả mày? À, 28 rồi, gia nha, quýnh em cái gì? Chia sẻ nhóm này hả, cảm ơn cái gì đó, nhiều ủng hộ cái gì nha. À, anh, người ta gom đi mời Nguyễn Minh Thảo, chào Nguyễn Minh Thảo. Rồi xe chim ủng hộ gì ơi, mấy này chán quý vị, tao nói là xe chim xe ơi là mà chán ơi là chán quý vị ôi. Ủng hộ những gì nha, ủng hộ giùm cho bên em quý vị, xe chim xe ơi giùm cho em đó. Rồi tâm sự này nọ những gì nha, tâm sự này nọ. À, em lấy combo hả, tôi chưa bán. À, ok Di Lượng, cảm ơn mày nha con. À, có... Lâm gì à? 22 quá trời hả? Em không có thấy luôn quý vị. Em thề với quý vị là em không thấy quý vị ơi. Dạ em không thấy như vậy nha. Mạnh Linh bồi vô comment giùm Lâm đi. Cảm ơn. Mua áo đâu, bữa nào chỉ em giai đồ hả? Trời ơi nay em cũng bắt chước mặc đồ của anh nha. Anh thấy để ý nha. Mặc đồ rộng rộng, đồ lụa lụa, đồ rủ trắng xanh chùa đồ nha quý vị nha. Đúng rồi, ngày hôm nay em bán sản phẩm được mang tên là của Bùi Mạnh Linh. Sản phẩm chuyên những dòng tắm trắng như vậy nha. Cái môi bóng quá bóng hả má ơi. À, môi tự nhiên như gì nha, môi tự nhiên, môi em là môi tự nhiên như gì nha. À, cảm ơn. À, Nhi Thu, mày là bạn gái mày vô duyên của Nhi Thu nha. Nhi Thu, tao mà vô Facebook mà thấy cái tao hack Facebook mà thấy bà nội mày luôn bây giờ quỷ điên. À, già rồi mất nết, đàn bà bạn gái làm vô duyên thế bà hết xài. Hớt tóc đi hả? Dạ từ từ hớt những gì nha, cảm ơn vậy. Thì bây giờ chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em. Hôm nay đẹp quá hả? Cảm ơn em chào anh Dương Lâm, cảm ơn quý vị. Em 22 nữa nè, và cảm ơn quý vị rất nhiều. Tao nói vì tao đang khỏe mạnh trong người nè, tao đang sung sức nè. Con là vô đây tao cân tim đó. À, anh có gì nhất hả? Ngày hôm nay livestream mà thành công nha, livestream rồi mà chữ nhiều là thành công. À, có cái vàng xanh lá cây hay, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì bây giờ anh chị em nào mua sản phẩm này liên hệ với em ngày hôm nay. Sản phẩm chuyên những dòng tắm trắng AE Skin những gì nha. Và sản phẩm là 490 ngàn. Và cái chai này là em đang xài nha, em đang sử dụng. Ờ ok cảm ơn vậy. À, danh Phạm cảm ơn mày nha, mày đi vô. Ờ phun môi hả? Không, trời ơi phun môi, môi đâu phun, mấy má thấy tao đẹp cái má, mấy má nói phun môi, mấy má thấy chân mày đẹp cái má nó xăm chân mày, mấy má thấy da là trắng mấy má nó trồ cái da chích nhiều lắm. Ờ làm cái gì cũng không có vừa lòng mấy má. Thì bây giờ thấy người ta đẹp, thấy người ta trắng phải phấn đấu bằng người ta đi chứ. Trời ơi anh làm đẹp trai, cảm ơn vậy, xé là cảm ơn vậy nha. À, ủng hộ giùm cho em gì nha. Thì fan của em vô đây thì tao nói em tiếp đại rất là nồng hậu, còn đối với trẻ trâu thì vô đây tao cân tim hết nha, tao không có nể cả ai đâu, nhớ không. À, Lâm cà Lâm hả? Không, hai chồng đẹp đôi quá hả? Ok, quanh Kim chơi ơi chị. Xem bóng đá chi quý vị, vô đi con em đá vợ em nữa gì nha, ủng hộ giùm cho em. Chữ em đi anh, mấy con này vô. Ủng hộ cái gì nha, cảm ơn gì. Rồi nhanh tay đi chân. Còn chai nào mới không? Xịt cái nào ra không? Đây là chai A tắm à, gì à, tắm trắng skin ace như vậy nha, chuyên về dòng tắm trắng, và đặc biệt là cái này chúng ta tắm mặt được luôn. Chị em nào mà bị đen da cũng như là sử dụng giùm cho em gì nha, da em giờ trắng quá đồ gì, bây giờ em sợ nó không bằng tông cái gì nha, gì vậy? Cái gì? Đúng rồi. Ai mà chị em là bị thâm nách, thâm bạn rồi này nọ, mình stress vô giùm cho em cái gì nha. Tới 15 phút sau lột nhân cái là bật tông trắng nhau gì nha. Cảm ơn chị. À, ok vậy, da anh nhẵn quá, cảm ơn em. Đẹp trai năm ơi, trăng đài, cảm ơn em. Mua một tặng một không nhau gì nha. Thì bây giờ chị em là mua cái để số điện thoại giùm cho em. Đây là sữa tắm trắng một lần A Skin, và đặc biệt là cái này tắm trắng một lần. Và bên em có loại tắm trắng mà tắm nhiều lần nhau gì nha, sữa tắm hàng ngày luôn, và dưỡng body ban đêm và dưỡng body ban ngày, làm da chúng ta trắng hơn, sáng hơn, bật tông cực kỳ những gì nha. Rất là ok, rất là hiệu quả luôn. Ờ, da đen tắm trắng không lâm, cực kỳ ok. Rồi bây giờ mọi người ủng hộ đáp anh những gì nha. Vô ale vô một không rồi hả? Ờ, không thèm có đáp anh vô live stream hả? Ăn giang hủ nó dễ thương nè em ơi. Ờ, coi mỗi cái bả kìa, tôi cạp nát nha, yên thú vị. Trời được ơi. Sao quả sao kim em đang tham gia như vậy nha, chương trình nào em nói gì mà gì, game show nào cũng có em hết trơn, trời gì yên tâm giùm cho em, game show nào em đảm bảo gì cũng có em, chỉ có game show hát mà không có em thôi, game show hát là không có em thôi. Chị Thảo Nguyên ơi, để lại số điện thoại giùm em nha. Chị Thảo Nguyên để số điện thoại giùm cho em, có bầu được nha gì nha, em muốn mua combo để số điện thoại giùm cho em. Ok Tú Anh, chào Tú Anh nè. À, dạ, cái sản phẩm này là cực kỳ trắng và bao trắng cho cả nhà mình luôn. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha mấy chị ơi, 490 ngàn một chai thôi. Đây là tắm trắng một bước nha mấy chị ơi.
là mình có thể tắm mặt được luôn, đặc biệt cho những chị nào mà bị nách thâm mấy chị là chị sẽ tắm phía sau khoảng 15 đến 20 phút là trắng mấy chị ơi. 15 20 phút là da ta bạch tông cực kỳ những gì nha. Sản phẩm này tới một ngày em đang bao nhiêu đơn gì rất là hiệu quả, rất an toàn những gì nha. Nhanh tay lẹ chân chị em nào mua cứ để số điện thoại dùm cho bên em bên Zalo chỗ vậy những gì nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả. Cảm ơn vậy. Liêu Farm chào Liêu Farm, đây mình sức lên như thế này những gì nha. Thì cái này cái từ hoạt tính là hoạt tính than tre những gì nha, than tre cũng như là collagen làm mịn màng da, sáng da và trắng da những gì nha. Cảm ơn vậy đó nhiều. Em đen lắm chị chưa dùng bao giờ, dạ chị hãy sử dụng một lần giùm cho em. Còn anh chị em nào đã sử dụng rồi thì nhớ cho em cái comment, cái feedback nhau gì nha. Cảm ơn vậy. Ok Triệu Nguyễn, xài trắng gây luôn, ok bao nhiêu một chai? Thì đây là bán 499.000, 490.000 một chai gì nha, cho con bú xài được luôn như gì nha. Nói chung là tao nói muốn da trắng là tao sử dụng cho em, cực kỳ an toàn và cực kỳ hiệu quả như gì nha. Cảm ơn. Em ghét đá banh thích coi năm live stream hả? Rồi đúng rồi, ủng hộ giùm cho em cái gì. Trong đây là tao nói kệ đá banh làm gì, vô coi live stream em vui vẻ hơn cái gì nha. Em dùng rồi em thấy sao nè, cực kỳ thích luôn đúng không? Song Hương ơi, cảm ơn vậy. Thế luôn chị Quỳnh quá, chắc mỏi tay lắm hả? Có đâu mỏi tay em ơi. Bán cho em một bộ nha, quen Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cảm ơn vậy. Coi đá banh, coi chị banh làm cái gì, ui ơi, coi đá banh làm cái gì. Lem tắm mặt cho chị coi nha, rất là ok, cũng như rất là hiệu quả. Anh chị em nằm đi bị dấn nè, cũng như mà ta nói bị nách nách mà bị thâm mà nhổ nhiều quá. Như vợ em nè, nó nhổ nhiều quá, nó bị ấy quá vậy. Thì ta sử dụng giùm cho em những gì nha. Tiến sĩ ok, Trinh Quỳnh. Trinh Quỳnh. Gì? Bớt vui gì được anh? Thì nói đúng rồi mà. Rồi. Dạ những chị nào mà muốn trắng là tranh thủ nhanh tay sử dụng cái loại sản phẩm này giùm em nha cả nhà ơi. Đây là sản phẩm từ Hàn Quốc 490.000 một chai thôi nha mấy chị nha. Rồi tư vấn sĩ cho em, anh chị em nào mua sĩ thì liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em cái gì nha. Cái thương hiệu rất là nổi tiếng luôn, chuyên làm trắng da, mịn màng da và sáng da cực kỳ ok. Vô 21 hả? Vô. Mặt lỗ chân lông xài đâu giặt, cái này xài body thôi gì ơi chứ không có xài cho mặt như gì nha. Nhưng mà có thể xài cho mặt luôn, bởi sao nó an toàn lắm nha gì nha. Thương chị Quỳnh nhất, thương làm gì hả? Cảm ơn Trang Đài nha. Cảm ơn em. Rồi bây giờ sẽ thử cho chỗ gì coi. Đây Quỳnh sẽ ra đi, Quỳnh sẽ ra, cút xéo. Quỳnh pha nước chưa? Coi chừng đổ ra sàn á. Kéo áo lên kìa. Đây mình rửa ra nha quý vị nha, mình rửa ra nha quý vị nha. Ok, một chai tắm trắng cảm ơn quý vị. 15 tuổi, mười mấy tuổi xài cũng được nha em nha, nó rất là trắng, rất là hiệu quả luôn. Nhanh coi lẹ chân để số điện thoại giùm cho em, ai có thời gian ở nhà là mình xài chừng 15 20 phút, nếu ai có thời gian để chừng 5 phút thôi. Dạ cả nhà ơi, 490.000 một chai nha. Cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000. Cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship và tặng thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ ai mua một bộ thì comment một bộ giùm cho em, hoặc là ai muốn mua thì liên hệ Mạnh Linh Bùi giùm cho em như gì nha. Mạnh Linh Bùi là ta nói người mà bán như gì nha, rất là ok luôn. Dạ cái này em like rất là nhiều quý vị nha. Mỗi lần like là banh rạp, nha mọi người ơi. Ôi cực kỳ trắng luôn mấy chị ơi, rất là trắng luôn. Những chị nào muốn trắng là nên sử dụng cái sản phẩm này nha mấy chị nha. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Ai mua xài có để số điện thoại giùm cho bên em nha gì nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ tắm body cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Anh chị em nào mua comment giùm cho em, bên em Zalo cũng như là tư vấn cho vậy. Kiều Anh, dạ mua hàng được miễn phí tại dạ mua hàng được free ship đúng không? Đúng rồi, cả nhà mình đặt hàng trên live của anh làm sẽ được free ship nha cả nhà ơi. Dạ sản phẩm kem body ban đêm và kem body ban ngày là trị giá 490.000 luôn nha mấy chị nha. Ok, vậy răng trắng hả? Dạ răng em ta nói hẳn bớt nghiệp á, bớt nghiệp là trắng liền như vậy nha. Đây nó rất là trắng vậy, da sẽ bạc tông và sáng cực kỳ như vậy nha, rất là trắng, rất là mịn màng luôn, quý vị thấy không? Đây rất là trắng như vậy nha, xài cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả luôn. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha, nhanh tay lẹ chân giùm cho em như vậy nha. Cho em một combo, cảm ơn gì đó nhiều. Dạ mua một lấy combo lấy cho anh cái khăn đi, cái khăn đi anh luôn. Dạ một combo là 1.470.000, cả nhà mình mua combo thì sẽ được một chai tẩy tế bào chết nè. Đây quý vị thấy không, da sẽ sáng lên, trắng lên một bộ bao nhiêu. Cảm ơn vậy, anh nói dữ quá, từ từ thôi, không sợ mắc nghẹn hả? Không, 21 rồi con hả? Thầy cần bắn cho con chào thầy Nam Mô Di Đà Phật. Dạ chào thầy, có kem dưỡng trắng da không? Có nha gì nha, anh chị em nào cần thì để số thoại cho em, Ngân Lê để số thoại luôn. Thầy cần bắn. Bà nội ơi, em xài thử nó trắng gì đâu ha. Cảm ơn vậy, chào anh, cảm ơn vậy. Ba combo xài thử như gì nha. Anh chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em, bên em Zalo cũng như là tư vấn cho gì ship cho em một chấm trắng. Ok Hồ Ly để số điện thoại đây. Hồ Ly ơi, đây quý vị coi nè, sử dụng rất là ok, đẹp. Quỳnh đưa cho ta coi, bưng này ra. Dạ đây cực kỳ trắng luôn mấy chị ơi, trắng lắm, mấy chị nên sử dụng cái sản phẩm này nha mấy chị nha. Không sử dụng lực rất là ổn và
em nó bật tông rõ rồi luôn nè mấy chị ơi. Nói chung là rất là trắng như vậy nha, xài cực kỳ mịn màng, cực kỳ ok luôn. Anh chị em nào dùng hết một chai rồi anh ơi hả Tiên Phạm ơi, dùng hết một chai mà ủng hộ anh thêm nha, ủng hộ giùm cho anh thêm. Bởi sao? Nó rất là trắng và rất là an toàn cái gì nha. Cái này sử dụng mặt cũng được luôn, rất là hiệu quả cũng như là nó ok. Anh ơi bữa nay có bộ tặng một chai sữa tắm cho em nha. Ok em, đẹp trai quá anh ơi, cảm ơn em. Ủng hộ giùm cho anh Lâm nha em nha. Cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả, thì xíu nữa em sẽ bán nha. Giảm cân hả? Xíu là 9:30 sẽ bán giảm cân nha. Anh chị em nào cần giảm cân thì liên hệ với em trong tại livestream này. Cảm ơn vậy. Bây giờ mua thêm có được khuyến mãi gì không? Thì giờ nếu mọi người mua một combo thì bên em sẽ tặng chỗ gì, là tao nói cái gì bên này? À mua một combo sẽ được tặng một tay chai để vào chết. Một tay nha. Làm muốn làm đó hả? Mai. Em từ. Dạ cả nhà mình đang sử dụng là kèm theo là kem tẩy kem body luôn nha mấy chị ơi. Một chai body là trị giá 490.000 nha mấy chị nha. Đặc biệt là kem body ban ngày là có tinh chất là chống nắng cho cả nhà mình luôn, cho nên cả nhà mình đừng có sợ nha mấy chị nha. Ok, kêu tên em đi hả? Giờ cái này mình tắm body nha mấy chị nha. Tắm body giùm cho em cực kỳ trắng và cực kỳ ok. Hát đi anh ơi, hả? Cảm ơn vậy. Đạt ơi vô đây mày sức mặt cùng tao đây. Đây hai tay là bật tông rõ rồi đúng mấy chị ơi, rất là thích luôn, mà da mình mịn màng nha mấy chị nha, chứ không hề là bị trắng ảo, cũng không hề là bị bờ dạng như là bị khô da nha mấy chị ơi. Đây quý vị coi cái mặt thằng lính của em nha chị nha, mặt nó đang rất là đen nha chị nha, rất là đen luôn đó. Đây bây giờ sử dụng tao mày chét lên giùm tao, chét cho dạ, nhiều okay, nhiều lên chị xíu. Minh Phương Lê một chai. Ok Minh Phương Lê một chai, gào thét tên em. Ok Bùi Hiền, chào Bùi Hiền nha chị nha. Kem body có bích rít không? Dạ không hề bích rít nha chị nha. Anh chị em nào mà bị vấn đề mà tao nói da đen cũng như là bị đòi mồi đồ này nọ thì hãy sử dụng kem, đảm bảo việc một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lẹ chứ cái này sử dụng mặt cũng được và sử dụng cho body cũng được luôn nha quý vị nha. Ai mà đem bẩm sinh là sử dụng cho em. Sản phẩm này cực kỳ an toàn, là cái thương hiệu nha quý vị nha, một cái thương hiệu Skin ACE là nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc quý vị nha. Giúp trắng sáng da, mịn màng da và đặc biệt là không hại da nha quý vị nha, không hại da nha quý vị nha. Dạ ai mà đặt hàng hoặc là muốn tư vấn về cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Cứ để số điện thoại giùm cho bên em Salo cũng như tư vấn cho chị đây. Đây là cái body ban đêm cũng như là cái body ban ngày như vậy nha. Body ban đêm thì có nhiều chất dưỡng da trong đó hơn. Chúng ta sức trước khi đi ngủ giùm 15 và sau khi đi ngủ thì cái những cái tinh chất này thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta. Và đặc biệt là cái ban ngày nó có chất chống nắng trong đó như vậy nha, có chất chống nắng trong đó. Lấy cài lên, cái cài dạ, cài tóc lên. Đặc biệt là cái chai tắm trắng này là mình sử dụng được tới 2 tháng luôn nha mấy chị ơi. Mà một tuần là cả nhà mình sử dụng giúp em 2 lần nha. Một chai như thế này là 490.000. Cả nhà mình đặt trên like của anh Lâm thì được free ship nha. Dạ cực kỳ trắng luôn, bao trắng cho mấy chị luôn. Đây là sản phẩm Hàn Quốc nha mấy chị ơi, không hề ăn nắng nha mấy chị nha. Nó cũng thun cột lên cũng được. Rồi không hề ăn nắng làm da ta sáng lên gì thấy không? Đây cái làn da mình sức lên gì là da ta sẽ trắng lên bằng tâm luôn. Cực kỳ đây, trắng vậy. Là mình sức lên body giùm cho em. Cái này sức mặt cũng được luôn nhau gì nha. Nhưng mà bây giờ cái mặt em nó trắng quá rồi, em sức lên nó không bật tông. Thì bây giờ sẽ cho lính của em về cái sản phẩm này. Em like rất là nhiều quý vị, em like rất là nhiều luôn. Và đó em sử dụng trên mặt của em rất là nhiều quý vị nha, rất là nhiều luôn. Chị em nào mà đánh kem mà tao nói không ăn kem cũng như là da mà bị nhiều cái phần quá, mày qua đây nè. Dạ ok chị Mỹ Dung nha. Ok Nguyên Trần ơi, để lại số điện thoại giùm em nha Nguyên Trần ơi. Dạ cả nhà mình ai quan tâm về cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Ai mua cái để số điện thoại giùm cho bên em Salo cũng như tư vấn cho chị nha. Cực kỳ ok và cực kỳ dễ thương mọi người ơi. Nhân tay lại chân mọi người ơi, xin lấy xe chìm giùm em. Dạ rất là trắng luôn mấy chị ơi, xài là không hề hối hận nha. Một chai là sử dụng được tới 2 tháng luôn đó mấy chị. Da trắng rồi có sức nữa không? Da trắng rồi thì nó không sức nữa. Da trắng rồi thì dưỡng cái body giùm cho em thôi. Body là 490.000 một chai chứ gì nha, 490.000. Đây là A Skin AECE là chuyên về cái dòng tắm trắng như vậy nha, cũng như là body đều rất là ok luôn. Nhanh tay cái chai như thế này thì chúng ta sử dụng cho em, khi mà chúng ta xài xong thì chúng ta sức lên làn da chúng ta. Và đặc biệt cái chất kem rất là mịn như vậy nha, chất kem rất là mịn, nó sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta. Dạ. Đặc biệt cho những chị nào mà đang cho con bú là sử dụng được luôn nha mấy chị ơi. Tại cái body này nó thẩm thấu cho làn da của mình, sau khi sức là nó sẽ khô nha mấy chị ơi, gặp nước là không hề bị trôi nha. Cho nên là những chị nào cho con bú là sử dụng được rất là ok luôn nha. Rất là ok, làm cho người chúng ta thơm cái gì nha. Và đặc biệt nó không dính áo gì nha. Ví dụ nhiều loại kem khác khi ta sức lên thì lập tức cái áo ngoài đen đen cái này nó sẽ dính vô cái áo. Còn riêng cái dòng sản phẩm này nó không có dính áo chúng ta, mà làm da chúng ta sáng lên, trắng lên như vậy nha. Và nó chứ rất là thơm chị nha. Không, nó rất là thơm luôn. Ê mấy chị ơi, chị Mỹ Dung ơi, chị kết hợp chung với kem body ban ngày giùm em nha chị nha. Khi mà mình sức cái gì mình nhớ sức lên cổ giùm cho em cái gì nha. Và những cái tinh chất trong đây sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta. Thì một cái chai tắm một lần như này là 490.000 và cái chai sữa tắm hàng ngày cũng 490.000 luôn. Thì những cái chai mà body cũng như là body ban đêm, body ban ngày cũng 490.000 luôn. Nói chung là 490.000 mà chúng ta có một sản phẩm này, một bộ của đó là 1.470.000. Và đặc biệt là tặng cho quý vị thêm một cái tẩy tế bào chết nữa. Thì còn chần chờ nữa, xài vô livestream của em, xài vô livestream của em và ủng hộ giùm em nha mọi người ơi. Đây
Đây cái chất kem nó mịn như thế này quý vị, nó mịn rất là mịn luôn. À, bây giờ những chị nào quan tâm tới lại số điện thoại giùm em nha, quá trời xài luôn mấy chị ơi. Quý vị thấy không, tức là nó sẽ không bao giờ dính áo như vậy nha, nó không có dính áo à, dùng cho mặt được luôn như vậy nha, nó không dính áo. Nó sẽ làm cho da chúng ta trắng hơn, thơm hơn như vậy nha, rất là thơm luôn. Nó như một cái dạng lotion như vậy, ví dụ nhiều sản phẩm kia chúng ta sức lên, ta mặc áo vô nó sẽ bị dính nhau vậy nha. Còn riêng là sản phẩm nó khô rất là nhanh và nó mịn màng, cực kỳ an toàn cho da và cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Anh chị em nào mua thì bây giờ comment số điện thoại giùm cho em nhớ gì nha, rất là trắng cũng như là rất là mịn màng luôn mọi người. Dạ, cả nhà mình là inbox cho anh Bùi Mạnh Linh giúp em, hoặc là có số điện thoại là 907 đưa chốt đơn hàng nha cả nhà ơi. Nãy giờ có người gọi rồi đúng không Mạnh Linh ơi? Nãy giờ bên em có người gọi hả Mạnh Linh? Thích cha, mạng bị gì quý vị ơi, mạng bị gì mọi người ơi. Dạ, giờ có đỏ không? Dạ cảm ơn nhà. Bây giờ ai mà muốn lấy sỉ hay làm cộng tác viên gì đó, inbox cho anh Bùi Mạnh Linh giúp em đã ghi ở dưới nha. Còn ai muốn tư vấn thì để lại số điện thoại giùm em luôn. Xài là mê liền quý vị nha, xài cái là chết mê chết mệt liền, rất là trắng là mịn màng quý vị nha. Mình để trên mặt chừng 15 phút, tại vì bây giờ da mặt em nó trắng quá rồi quý vị, da mặt em nó trắng nó mịn quá rồi. Và bây giờ em sức lên sẽ không bật tông quý vị nha, nó cực kỳ an toàn và cực kỳ hiệu quả cho mọi người luôn. Đây hai tay em bật tông rõ rệt luôn nha mấy chị ơi, không hề bị khô da, không hề bị trắng ảo nha, rất là đã luôn. Một chai là sử dụng được 2 tháng 490.000 thôi nha. Cả nhà mình đặt trên like của anh Lam sẽ được free ship nha cả nhà ơi. Một bộ là 1.470.000, cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nữa nha cả nhà. Đây là hàng sản phẩm của Hàn Quốc 100% nơi cả nhà mình sử dụng an tâm nha. Có giấy công nhận và có giấy chứng nhận hết rồi nha cả nhà ơi. Trời đất ơi. Chưa được nửa tiếng nữa hả? Trời ơi, câu lẻo gì đi coi đá banh nè, gì ơi đi coi đá banh đồ đè à, đó. Quý vị mình sức lên làn da chúng ta. Bây giờ mình lấy cái quần áo mà đổi mình lấy quần áo. Chăm Lê ơi, để lại số điện thoại giùm em nha. Cả nhà mình có thể mua thử. Nói chung là nó rất là trắng, mình sử dụng cái gì cái da chúng ta sẽ trắng lên, bật tông cực kỳ, nó rất là trắng cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Thì bây giờ sẽ cho quý vị coi ta đã tắm trắng body được như vậy nha. Ai mà ta nói đen cỡ nào sử dụng là cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Cái này nó trắng thôi. Nhiều không? Dạ cả nhà mình à, dạ 490.000 một chai. Cả nhà mình có thể là mua thử một chai tắm trắng như thế này về sử dụng thử giúp em, sau đó hãy mua hẳn một bộ cũng được luôn nha mấy chị ơi. Siêu trắng luôn, 490.000 thôi nha. 490.000 thôi nha quý vị nha, 490.000 thôi. Nhanh tay lẹ chân Quỳnh nói đi, Quỳnh nói đi Quỳnh. Dạ, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Bên đây là kem body là không hề bị bết tích nha mấy chị nha. Đặc biệt là cho những chị nào mà đang cho con bú á mấy chị, là mình sử dụng được luôn. Tại vì cái sản phẩm này là không hề giống như những sản phẩm khác, khi mà cả nhà mình sức vô mà gặp nước là không hề bị trôi nha mấy chị nha. Rồi nhanh tay lẹ chân anh chị em nào. Những cái loại kem cả nhà mình sử dụng trước kia là nó sẽ bị gặp nước, sẽ nó bị trôi ra, cho nên là mình cho con bú nó sẽ ảnh hưởng đến con rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt sản phẩm này là khô ráo cực kỳ và nó thẩm thấu với làn da của mình nha mấy chị nha. Rồi anh chị em nào mua để số điện thoại dùm cho bên em Salo cũng nhờ tư vấn cho vị cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Rất là trắng và rất là mịn màng luôn. Nhanh tay lẹ chân cứ để số điện thoại dùm cho bên em như vậy nha. Dạ. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Bị gì yếu à? Cấp nó lại không? Rồi nhanh tay lẹ chân quý vị ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì bây giờ cái tấm trắng này cực kỳ hiệu quả, anh chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho em gì nha. Rất là trắng, mình xài body cũng được luôn, cũng như là xài mặt cũng được luôn như vậy nha. Rất là ok luôn. Để giờ sức mặt cho gì coi nha. Bao sức mặt cho gì bao luôn. Trắng cho mọi người luôn. Quỳnh vô nói chuyện đi anh dạ. Anh mà hay đồ. Rất là trắng luôn nha mấy chị nha. Cả nhà mình sử dụng là không hề bị uổng phí đâu mấy chị ơi. Dạ 490.000 một chai thôi nha mấy chị nha. Cả nhà mình nên tin tưởng và cả nhà mình sử dụng thử giúp em nha. Cả nhà mình mua về sử dụng thử giùm em trước đi, rồi hãy cũng hẳn mua một bộ cũng được luôn nha mấy chị nha. Một chai như thế này là mấy chị sử dụng được 2 tháng đó mấy chị. Mình chỉ cần xuất lên để tầm khoảng 15 đến 20 phút thôi là bật tông trắng rõ rệt luôn cho mấy chị luôn. Đặc biệt là những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng được luôn nha mấy chị nha. Bên đây là một bộ là gồm 4 món nha mấy chị nha. À, ok chị Nguyễn Ngọc ơi, để lại số điện thoại giùm em luôn nha mấy chị nha. Bên đây là có giấy công nhận và có giấy chứng nhận của cái sản phẩm này là sản phẩm cao cấp rồi, cho nên cả nhà mình an tâm nha. Sử dụng là không hề bị sợ đâu mấy chị ơi. Dạ khi mà mình xuất vô là để tầm khoảng 15 đến 20 phút giùm em, 490.000 một chai thôi mấy chị ơi. Dạ xài rất là trắng luôn. Đây hai tay nãy em tắm cho mấy chị đây. Đây rất là trắng mà không hề bị khô da mấy chị ơi. Nó sử dụng rất là thích luôn nha, nó thẩm thấu làn da nha. Dạ bây giờ tắm mặt cho gì coi như gì nha. Ok chị xe cảm ơn gì, coi đá bóng làm gì em ơi, coi đá banh làm gì, coi đá bóng làm gì như gì nha. Cứ để số điện thoại giùm cho em, ai mua để số điện thoại giùm cho em gì nha. Sika ok em. Ok Hoàng mở, coi đá banh làm gì, coi đá bóng làm gì mấy mẹ ơi. Rồi bây giờ sẽ sức mặt cho gì coi nha, sức dạ, mặt cho gì coi luôn. Tắm mặt được luôn mấy chị ơi, rất là trắng luôn, không hề ảnh hưởng gì đến làn da của mình hết. Đây là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc nha.
Một chai xài được rất là lâu quý vị nha, một chai là bên em xài được rất là lâu quý vị, hiệu quả 2 tháng cho quý vị luôn. Ok Nguyễn Ngọc, ok Nguyễn Dung, số điện thoại luôn, cảm ơn em đây. Dạ, đặc biệt những chị nào mà da nào giờ bị chai lì rồi mấy chị, cả nhà mình nên sử dụng cái sản phẩm này giúp em nha. Siêu trắng cho mấy chị luôn, 490.000 mà mình sử dụng tới 2 tháng được đó mấy chị ơi. Dạ, cái okay, da mặt em, cái da mặt em bởi vì nó rất là trắng rồi quý vị, bây giờ mình sức lên thì nó sẽ bật tông, mà bật tông ít thôi. Còn ví dụ những ai mà đen đen đó mà chúng ta sức lên cái gì nó rất là hiệu quả, rất là an toàn cái gì nha. Cảm ơn gì chị Quyền Nguyễn, cảm ơn gì. Một bộ gồm những gì Quỳnh ơi? Dạ, một bộ là mình gồm có một chai tắm trắng một bước này chị nha, và một chai sữa tắm trắng hàng ngày, nói chung là thay thế cho sữa tắm của mấy chị á, nó mà nó có công dụng là làm trắng cho mấy chị luôn. Và gồm hai chai kem body, một chai kem body ban đêm và một chai kem body ban ngày nha. Nhưng mà đặc biệt là cả nhà mình mua một bộ với giá là 1.470.000, cả nhà mình sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 luôn. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Hoặc là những chị nào muốn tư vấn về cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha. Rồi nhanh tay lại trên để số điện thoại nha chị nha. Mình sức lên làn da chúng ta và da chúng ta sáng lên, bật tông lên cái gì nha. Rất là trắng, rất là mịn màng luôn. Ok, chị Mai để số điện thoại, Trang Farm để số điện thoại luôn. 1.470.000 là nguyên bộ gì nha. Một bộ nó là tắm trắng hàng ngày nè, cũng như là sữa tắm trắng hàng ngày nè, tắm trắng một lần nè, body ban đêm, body ban ngày, và rất là an toàn cho da, mịn màng cho da và sáng da. Em xài được luôn. Nam nữ video môi đều sử dụng được nhau gì nha. Chủ yếu mọi người thích cái làn da và trắng cái là bật tông, để số điện thoại dùm cho em. Nhanh tay lẹ chân những gì nha. Đây là sản phẩm Hàn Quốc, đây là sản phẩm cao cấp nha mấy chị ơi, cho nên là sử dụng an toàn, rất là an tâm luôn nha mấy chị ơi. Dạ ok Leona để số điện thoại luôn, cảm ơn chị nhiều quá. Không thấy em hả? Ok em thấy em rồi em ơi. Ôi Thanh Mạnh ơi, chào Thanh Mạnh, anh mình khỏe không? Chị Châu Thương ơi, em thấy chị rồi nha. Ok chị Huyền Nguyễn ơi, để lại số điện thoại giùm em. Ai đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Hoặc anh chị em nào muốn trắng như em thì sử dụng giùm cho em gì nha. Rất là ok, rất là hiệu quả luôn. Đây quý vị thấy không? Rất trắng hương vũ, chị mua một bộ chị yêu để số điện thoại giùm cho em, đặt rửa mặt đi. Đây quý vị coi mặt Đạt đây. Dạ siêu trắng luôn mấy chị ơi. Cái sản phẩm này cả nhà mình có thể mua thử một chai đi mấy chị, là mình sử dụng thử rồi mình biết cái sản phẩm này nó hiệu quả như thế nào nha. 490.000 một chai sữa tắm trắng nha. Cả nhà mình ai đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Ok cửa sát 6 Bùi nha. Dạ cửa sát 6 Bùi, em cảm ơn anh. Nam xài được luôn mấy chị ơi. Những bạn nào mà nam mà da mặt mình nó bị đen á, hoặc bị mụn á, bị xấu xí, da bị khô sần sùi á, là mình sử dụng cái chai sữa tắm trắng này giùm em nè. Một ngày là một tuần mình sử dụng 2 lần nha. Ok Thiên Long ơi, em đặt thành công rồi em ơi, em đặt thành công rồi em ơi. Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc nè, Nguyễn Ngọc nè, đặt thành công rồi, chứ thương ghê ông trời, nó đặt hàng mà làm như ta đấy. Thi tốt nghiệp mày đó, đặt thành công không? Thanh Mạnh, chào Thanh Mạnh, em mày bữa bữa nào ký hợp đồng livestream quá hả? Thanh Mạnh ơi, nhạc bán gì không? Ký hợp đồng nè, ký hợp đồng cho nhau nè. Ừ. Bán máy quay đó, kinh doanh bán máy quay rồi đó. Chị có số rồi, Nguyễn ok Hương Trần số điện thoại luôn, cứ để số điện thoại giùm cho bên em như vậy nha. Cứ để là số điện thoại giùm bên em đây, gì thấy không? Trời đất ơi, cái trắng quá. Cái sản phẩm này là sản phẩm siêu trắng luôn á mấy chị ơi. Rất là trắng luôn, nhưng mà da mình nó không có bị khô nữa nha. Mà cái kem đặc biệt là kem body bây giờ xài sử dụng sướng luôn, là nó thẩm thấu vào làn da mình nè, vừa là chống nắng cho mấy chị luôn. Mà đặc biệt cái là nó khập nước là nó không hề bị trôi nha mấy chị nha. Mạnh Linh ơi mày nín đi, Mạnh Linh ơi tao tập trung tao bán đi Mạnh Linh nha. Mày gọi tên, gọi tên tao bán không được. Mày gọi tên rồi. Gọi tên cái gì? Đồng hồ mới hả anh? Không, đồng hồ anh nhiều lắm nha. Nè, tao phê đồng hồ mày, là tao một cái đồng hồ nè mày. Tao có hai cái đồng hồ nè mày. Tao có hai cái đồng hồ nè mày. Tao có ba cái đồng hồ nè mày. Tao có cái đồng, tao có 4 cái đồng hồ luôn à mày. 490.000 nha anh Tú ơi. Bây giờ điện tôi giờ này vậy trời. Alo. Đúng rồi, anh vô phòng game anh gửi, nó gửi cho anh Lê Dương Bảo Lâm, anh vô phòng game anh gửi Lê Tân á. Ủa. Thế là Lê Dương Bảo Lâm, Lê Dương Bảo Lâm. Không gửi cho vô phòng gym luôn, anh vô phòng gym anh gửi cho Lễ Tân. Gửi cho Lê Dương Vũ Lâm là được rồi. Ủa, con mẹ shipper mà nó nhiều dễ sợ. Một cái đồng hồ mà anh có nhiều quá thì thôi. Ai vậy? Mùi Minh Linh. Khỏi mày, khỏi mày. Kìa, cái mặt nó trắng bóc kìa. Vô đây, xài vô. Ủa gì thấy không? Ôi, bao trắng luôn.
Tức là bao trắng cho vị nha, bao trắng luôn, ai mà bị thâm mụn, thâm nách đồ này nọ đó thì nó sử dụng cho vị luôn, cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Rất là trắng luôn. Cái này của nước nào vậy? Cái này của Hàn Quốc nha em nha, của Hàn Quốc. Đảm bảo vị một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Xài mà không trắng là bên em hoàn trả lại tiền cho vị, rất là hiệu quả, cực kỳ an toàn cho mọi người nha. Nhâm tay lệ chân dịch cho em, cứ để số thoại, nhanh tay lệ chân. Ok, đồng hồ thật hay giả? Giả hay thật kệ tôi đi. Bao trắng luôn, cái mặt của Đạt quá trời trắng luôn mấy chị ơi. Rất là trắng quý vị nha, đây nó ra da nó rất là trắng quý vị thấy không? Nó rất là trắng, rất là mịn màng luôn quý vị. Ví dụ nhiều khi chị em nào đánh kem mà nó không ăn hãy sử dụng dùm cho bên em. Thì bên em salo cũng như là tư vấn cho vị như vậy nha. Đây là chiết xuất từ than tre cũng như là than hoạt tính cho vị nha. Đù thằng Đạt bữa nay trắng dữ. Rồi nó tao xài là trắng liền nha, xài là trắng liền như vậy nha. Xài mặt cũng được luôn. Rất là an toàn, rất là hiệu quả luôn. Khoan nè, Kim vui ơi, để lại số điện thoại giùm em nha. Kim gì? Kim vui. Kim vui, chị Kim vui nè, quý vị thấy không? Cào rồi cái nó trắng như vậy. Ủa Mạnh Linh ơi, hình như có số điện thoại nào giả nè, gọi nè, chốt đơn rồi nè. Đó mình vẽ cái gì nha, mình vẽ đó. Việt Nam mấy rồi, Việt Nam đây là Việt Nam nha, Việt Nam là 30 đi. Dạ, gửi cho mình lưu ý giùm em, chỉ có số điện thoại là 907 đuôi chốt đơn hàng thôi nha mấy chị nha. 31 hả? 21. Không, nhưng mà sẽ 31, Việt Nam 3. Đá gì vậy? Philippines 1. Thôi chơi đi, mình chơi đó, đón này quý vị ơi. Mấy má đón này tôi ghi tỷ số này nha. Đây mấy má nhanh tay lẹ chân mấy má nha, mấy má nhanh tay lẹ chân báo cho tôi biết tình hình như thế nào. Tôi sẽ ghi tỷ số rồi đây. Đó, vừa coi tấm trắng mà vừa biết được tỷ số đá banh, vừa coi tấm trắng vừa biết được tỷ số đá banh. 3-1 rồi hả? Dạ cả nhà mình không hề bị đen lại như chị Huyền Nguyễn ơi, nhưng mà chị đặc biệt là xài dưỡng kem giùm em nha, kem body giùm em luôn. 3-1 trời đất, thấy không? Việt Nam như Việt Nam. Inbox cho Mạnh Linh Bùi giúp em nha Tiết Phạm ơi. Bây giờ những chị nào muốn tư vấn là để lại số điện thoại giùm em luôn nè, bao trắng cho mấy chị luôn. Xe khích lỗ chân lông cho gì luôn vậy? Bao trắng ok Long Quỳnh nha. Bao trắng cho mấy má luôn nha, mấy má nha. Ai mà đen cỡ nào là sử dụng giùm cho em gì nha. Sử dụng được luôn mấy chị ơi. Ủa hai Bùi Minh Linh đang coi trong đây mà coi đá banh hả? Biết 2-1. Việt Nam Philippines. Ba quỷ đứa banh mà coi. Việt Nam Philippines 3. Philippines 1. 1. 5 phút sau, Việt Nam 5. Philippines 2. 3 tiếng sau, Việt Nam 10. Philippines 1. Đó, dạng vậy mấy má nha. Anh làm dễ thương quá hả? Ok Ngọc Nhi nha. Nhân viên bên em gọi bằng tổng đài ha, ok Ngọc Nhi, để số thoại có chống nắng cho mọi người luôn. Cực kỳ an toàn và cực kỳ hiệu quả. Cái này là khuyến cáo là xài body thôi. Nhớ gì nha. Nhưng mà mọi người ơi, thì chúng ta có thể xài mặt được luôn. Vậy em xài mặt cho gì coi gì nha. Mình để cho 15-20 phút lập tức cái da mặt chúng ta cực kỳ trắng, cực kỳ mịn màng. Vũ quyền số thoại luôn, cảm ơn quý vị. Nhân viên bên em alo cũng như là tư vấn cho quý vị. Bây giờ chị em là để số thoại giùm chị em cái gì nha. Nhanh toa lẹ chân đi. 3 phút sau, dạ, Việt Nam 20. Ai mà đá tới 20 vậy? Philippines 1. Trời đất ơi, thấy không? Thấy không? Em là nhà tiên tri quý vị. Trời đất ơi, em là nhà tiên tri nha mấy người. Giống chơi trong đùa như thật kìa hả? Đúng rồi chị ơi, em đó chị ơi. Ok, bạn sự tùy duyên hả? Lâm dễ thương quá hả? Ủng hộ cái gì nha, cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả luôn. Chị em nào mua thì để lên số điện thoại dùm cho em. Em muốn trắng nên bảo đảm anh Lâm, dạ đảm bảo cho chị. Nếu mà không trắng xài mà không hiệu quả, xài mà da không bật tâm, và xài mà da trắng ảo thì em hoàn trả tiền cho chị luôn. Hãy yên tâm dùm cho em luôn. Một trận có 90 phút hả ông nội? Một trận có 90 phút hả? Ủa vậy hả? Ai mà đá tới 20? Ai biết đâu trời, đất ơi, tôi tưởng là một trận làm đá nguyên ngày mới má. Dạ, một bộ là gồm có kem body luôn nha mấy chị nha. Kem body ban ngày, kem body ban đêm nè. Một chai tắm trắng hàng ngày và một chai tắm trắng một bước cho mấy chị luôn. Và đặc biệt là mua một bộ là 1.470.000. Cả nhà mình sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 và vừa phi ship cho mấy chị luôn nha. 31 rồi hả? 31 rồi hả? 31 rồi nha mấy má nha. 31. Rồi. Cái gì vậy? Gặp anh ở qua chùa Linh Ứng nào đẹp và trắng dã man. Ai? Thanh Trà. Thanh Trà, cảm ơn em. Anh ơi, chồng em mê lắm, miệng cứ quá trời chồng bà bê đê đi mà đợi.
Chào mời BBD rồi, chào BD rồi, chào BD luôn. Liêu 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 liêu. Ok chị Minh Tiến nha, bây giờ cả nhà mình ai đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, không hề trắng ảo nha chị Ngọc Trinh ơi. Bao trắng cho chị luôn nha. Bao trắng cho chị luôn, bán cái bóng đá ok, tấm trắng bao đều. Ok Lương Dương, cảm ơn Lương Dương. Có bán nhiều không? Giờ bên em bán rất là nhiều sản phẩm như gì nha. Chị em nào mua thì comment giùm cho em. Liên tục giùm cho bên em bên Zalo cũng như là tư vấn cho chị. Còn chần trời nữa để số điện thoại. Dạ đem mua cho nào Lâm, bây giờ sẽ rửa mặt cho chị coi. Bao trắng cho mấy chị luôn nha. Dạ cái sản phẩm này là mình tắm mặt được luôn nha mấy chị ơi. 490.000 một chai thôi, mà một chai là mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Một tuần là sử dụng tắm cho em 2 lần, mặt và body luôn nha cả nhà ơi. Mặt và body luôn nha chị nha. Cái này là sử dụng body thôi, sử dụng cho body thôi. Nhưng mà em muốn chứng minh cho quý vị thấy được cái sự an toàn, cái sự hiệu quả của đó thì chúng ta có thể sức lên mặt được luôn như vậy nha. Cực kỳ ok, Trung Hiếu để số điện thoại luôn. Bùa lên hôm qua xài xong da trắng bóc luôn hả? Sử dụng trong bao lâu là trắng? Sử dụng một lần là da đã bật tông cực kỳ như vậy nha. Ở hỏi 21 rồi hả? Không, 30 dạ. Việt Nam 30 nha. Cả nhà mình sức lên để tầm khoảng 15 đến 20 phút, sau đó thì rửa lại giùm em nha mấy chị nha. Quý vị có trận đá banh nào mà 31 không quý vị? Có trận đá banh nào mà 31 không quý vị? Đây. Đồng hồ hả? Hình xăm hả? Không. Mình bôi lên hình xăm mà nó yên nguyên như vậy nha. Bôi lên hình xăm nó yên nguyên. Bao trắng luôn. Hàng cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng cho vậy luôn. Thì cứ để số điện thoại giùm cho em Bùi Mạnh Linh nè. Chào Bùi Linh nè. Kích ủ trắng như vậy nha. Bây giờ sẽ rửa mặt cho chị coi. Dạ cái gì mình mua trên like của anh Lâm sẽ được free ship nha mấy chị nha. Dạ ok Ngọc Trinh nha. Inbox cho anh Bùi Mạnh Linh giúp em được tư vấn nha. 490.000 một chai thôi chị Thu Hiền ơi. Đây một cái chai sản phẩm về tắm trắng của Hàn Quốc đây. Vừa tắm trắng mặt được nè, vừa tắm trắng body được luôn. 490.000 một chai là mình sử dụng được 2 tháng nha. Rồi còn chần chờ nữa cứ để số điện thoại giùm cho bên em nha chị nha. Cảm ơn chị. Quỳnh ơi có tiết mục bikini không em hả? Khùng. Ok đúng chị, lạnh trái tim nha. Lạnh trái tim ok, tư vấn okay. Để số điện thoại luôn. Cảm ơn chị. Anh Lâm dễ thương hả? Hướng dẫn kiểm tra hàng. Dạ khi nào nhận hàng và khi nào nhận hàng cái mọi người mở ra giùm cho em. Đúng sản phẩm là mọi người nhận giùm cho em những gì nha. 490.000 một chai nha cả nhà ơi, bao trắng cho mấy chị luôn. Đặc biệt là cái kem body bên đây cũng đồng giá là 490.000, nhưng mà cả nhà mình đặc biệt là xài là mình đang cho con bú là sử dụng được luôn nha mấy chị nha. Dạ tại vì đây là sản phẩm body là không hề bị bết rít mà sức cho nó rất là thẩm thấu cho làn da của mình làm khô nữa nha mấy chị nha. Cùng quê Đồng Nai có giảm không hả? Giờ cái này em đâu có bán đâu chị. Giờ cái này Mạnh Linh Bùi nó bán chị ơi. Em chỉ là ta nói người live stream. Em là streamer, em là streamer. Chị Phương Hiền ơi, đang cho con bú là mình sử dụng được luôn nha chị ơi. Nào mua siêu xe anh Lâm. Ai vậy? Biết. Sắp rồi em ơi. Anh đêm sẽ mua Noel. Siêu xe rồi, đêm Noel, đêm Noel, anh sẽ mua siêu xe. Hey, không. Anh có vợ chưa? Có rồi em ơi. Chị khô đen có trắng được không? Được nha chị Huyền Nguyễn ơi, nhưng đặc biệt của em là chị xài kiên trì giúp em nha chị nha. Dạ đúng rồi, cái gì mình phải kiên trì chị. Mình đi ra nắng đó mấy chị, nên kỹ kỹ xíu giùm em cái. Mình xài mỹ phẩm là phải kỹ nha mấy chị nha. Ra nắng là nhớ mặc áo khoác kỹ càng vô giùm em xíu nha mấy chị ơi. Dạ, á, quý vị thấy không? Là rất là an toàn như vậy nha. Mình sức rất là an toàn cho da của mình quý vị. Cái này là xài body nhưng mà em sức lên mặt cho quý vị coi được cái sự an toàn của nó như vậy nha. Mình để càng lâu thì da nó không có sao hết trơn. Trời dùng nhiều khi mình sợ gì nha, sợ không có gì đâu. Đảm bảo gì thấy không? Trời đất ơi. Cô Út Ruby nha. Cô Út Ruby nè. Dạ mỗi lần em like cho này em mê lắm gì, em mê lắm nó gì. Nó trắng lắm mấy chị ơi, xài là thích lắm. Ok chị Tiết Hồng nha. Bây giờ những chị nào muốn tư vấn đi để lại số điện thoại giùm em chút xíu, em sẽ điện thoại tư vấn cho mấy chị nè. Là phụ nữ là phải nên cần trắng trẻo thì mặc đồ nó mới đẹp nha mấy chị ơi. Tại gần Tết rồi cho nên là dưỡng trắng đi 2 tháng nữa thôi là mấy chị trắng bóc cực kỳ luôn. Da em là da mộc như gì nha. Da em là da mộc không có phấn có son gì hết trơn. Trời ơi, em có son phấn gì trơn. Em ghét phân son gì, ghét son phấn gì. Ok chị. Giờ thời buổi này ai mà đánh son đánh phấn làm gì? Thiệt sự luôn. Ai mà biết anh rồi kêu quay lưng lại vậy? Ai kêu quay lưng vậy? Hương Tân. Hồi em đang đi xăm đâu vậy? Cũng ngựa ngựa lên đó. Chứ vậy? Cho người ta coi ngựa. Em là giang hồ. Em là giang hồ chứ gì nha. Em anh là giang hồ giống nhẽo á. Mua 3 chai. Dạ một bộ là 4 chai nha chị Vina Nguyễn ơi. Là 1.470.000. Cả nhà mình sẽ được tặng một chai nha. Ok chị Ngọc à... Chị Ngọc nha. Ngọc Louis nói gì thấy không? Là cực kỳ trắng luôn, xài là cực kỳ trắng, cực kỳ hiệu quả cho chị luôn. Thì bây giờ anh chị em nào mua thì cứ comment hoặc là để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em Zalo cũng như là tư vấn cho chị nha. Cả nhà mình ai quan tâm về cái sản phẩm mà muốn làm, muốn nói chung là muốn mình trắng mà đẹp á mấy chị, cứ để lại số điện thoại giùm em nha, chúc em sẽ tư vấn cho mấy chị luôn. Đây là cái siêu phẩm là chị với giá 490.000 mà cả nhà mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị ơi. Đặc biệt là không những là xài body mình có thể sử dụng mặt được luôn.
trắng đó, để mình xức lên giùm em 15 đến 20 phút sau là đi tắm lại giùm em, là trắng cực kỳ luôn. Rất đây. Là trắng, xài là mê liền như gì nha. Ok, lấy kem body ha, cảm ơn gì. Không lấy kem body cũng không sao như gì nha. À chị Vina Nguyễn, nếu mà chị không lấy kem body thì chị lấy một bộ đi là 4 chai tắm trắng luôn đi. Cũng tặng cho chị một chai tẩy tế bào chết luôn nha chị nha. Ok Lan Kiệt nha. Bây giờ ai muốn tư vấn thì để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Còn những chị nào muốn mà lấy sỉ về bán nè, hoặc là muốn làm cộng tác viên gì đó, inbox cho anh Mạnh Linh Bùi giúp em đã ghi ở dưới nha. Ok chị Phương Hiền nha, xài thử đi mấy chị ơi. Mấy chị có thể mua một chai sử dụng thử giúp em 490.000 thôi. Về là mình tắm lên là siêu trắng rồi, hãy sử dụng một bộ cũng được luôn nha mấy chị nha. Cực kỳ trắng luôn, đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Cho em hôn một cái được không? Tưng bừng cười đến bạn ấy, đây có thương một tin hết sức dễ thương. Ok chị Thúy Hoàng, ok chị Nguyễn Lê Trang nha. Cả nhà mình ai mà muốn trắng là mình nên sử dụng cái sản phẩm này nha mấy chị ơi. Nó rất là trắng quý vị nha, xài là mê liền, chết mê chết mệt. Ok Trần Huệ để số điện thoại luôn, gọi cho em điền nha. Trần Huệ thấy số điện thoại của em rồi. Okay, một chai ủ tóc trắng, cảm ơn em. Rồi anh chị em là mua comment để số điện thoại giùm cho em. Trang Farm để số điện thoại, và cái này có body có như gì nha. Body ban đêm cũng như là body ban ngày đều có hết. Chị em là muốn trắng thì cứ để số điện thoại giùm cho bên em. Nhanh tay lẹ chân quý vị nha, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Một cái chai body như thế này cả nhà mình có thể để trong cái túi túi của mình cũng được luôn cho em mấy chị nha, nhưng mà đặc biệt là sức vô là nó thẩm thấu như làn da nha mấy chị ơi. Em nói cái gì vậy? Em nói gì kệ em. Mình là nói chung là mình đem đi đi heo mình mọi lúc mọi nơi á mấy chị, muốn trắng lên là sức lên nha mấy chị nha. Mày vô duyên quá, em mà tao ghét mày ghê, tao xịt cho miệng cái. Dạ quên. Tự nhiên nó nói chuyện dắp cái em nói nó cái nó chửi em cái gì. Thôi ghét nó gần thôi. Thôi. Trời trắng luôn đi. Dạ trắng lắm mấy chị ơi, mà không hề bị trắng khô da đâu, mà mình nó mịn màng làn da của mình. Nam nữ là đều sử dụng được hết, đặc biệt cho những anh nào anh thanh niên á, muốn cái da mặt của mình trắng á mấy anh, mà không khỏi sử dụng kem cũng được luôn nha. Tắm lên để khoảng 15 đến 20 phút thôi là trắng cực kỳ luôn, mặt trắng luôn. Sạch sẽ, nhìn sạch sẽ nha. Trắng à, Lâm ơi, bữa em đi mua rồi mà sao hết chai rồi mà không trắng, giờ mình đi chết đi, tao thiệt mình đi chết đi. Nghĩ sao mà không trắng trời, tắm là phải trắng. Nhiều tắm nhiều cái trắng. Thằng nó vô nó phá gì nó comment để mình mất uy tín á. Mấy má ơi, bây giờ cái chiêu đó nó cũ rồi mấy má. Mấy má bớt giùm tôi đi. Mấy gì nghĩ coi, sản phẩm mà không trắng thì làm sao ta có thể tồn tại được vậy hả? Bán một lần rồi thôi hả? Bán một lần rồi vĩnh viễn cuộc đời không bao giờ bán được nữa hả? Có ai mà khùng như vậy không? Có ai mà khùng như vậy không? Dạ ok chị Huyền Nguyễn nha. Huyền Nguyễn để số điện thoại giùm cho anh. Giang Hiếu Hạnh bình luận. Chị để rồi mà. Cái gì vậy? Chị để số điện thoại rồi. À, dạ mấy chị ơi, trắng thì mình mặc đồ gì nó cũng đẹp và nhìn nó sạch sẽ nữa đúng không mấy chị? Cho nên là phụ nữ là phải nên trắng và đẹp nha. Đặc biệt những anh nào thanh niên á mà da bị đen á cũng nên cần trắng luôn. Thời buổi này là phải trắng mới đẹp. Cho nên là cả nhà mình nên sử dụng cái sản phẩm này giùm em. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nữa, nên là hãy tin tưởng và luôn sử dụng cái sản phẩm này nha. 490.000 một chai thôi. Anh Lâm hôm bữa rồi này nọ, mày Tấn Phạm á, sao mày xàm quá, nhìn cái mặt của mày là biết kêu hèn hạ bị ổi rồi. Trời, đàn ông trai cho mình chụp kỳ với ba. Chụp gì kỳ giống nội. Không hề bết rít như vậy mà anh Hoa, cái thẳng không hề bết rít như vậy nha, không hề bết rít luôn. Cảm ơn vậy đó, nhiều sai là cực kỳ ok. Anh chị em là mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em những gì nha. Okay, một ổ cái trắng chào anh Lâm. Ok Tường Vi, chào Tường Vi. Nhanh to lẹ chân nha mọi người. Mọi người ơi, ổ cái trắng khoan hoạt tính ok. Đúng rồi chị Mỹ Dung ơi, đây là 490.000 một chai đó chị Mỹ Dung. Cả nhà mình chỉ cần đặt hàng hoặc là muốn được tư vấn cứ để lại số điện thoại giùm em nha. Nhân viên bên em sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị luôn. Ok Ái Ngân ơi, inbox cho anh Lâm giúp em nha Ái Ngân ơi. Ái Ngân inbox cho anh đi Ái Ngân ơi. Dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều như vậy nha. Sắp tên ấy là sắp kết thúc chương trình rồi. Vì ai mà chưa mua thì cứ để số điện thoại giùm cho em. Khoảng 9:30 tụi em sẽ like cái sản phẩm giảm cân như vậy nha. Thì anh chị em nào cần giảm cân bây giờ là phần tấm trắng như vậy nha. Rất là trắng luôn, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cái nhà mình chỉ cần để lại số điện thoại là đặt hàng là sẽ được free ship nha mấy chị nha. Đặt trên like của anh Lâm mới được free ship nha cả nhà ơi. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả như nha. Nguyễn Nguyệt cảm ơn chị Phạm Thanh Trúc nè, cảm ơn Thanh Trúc rất nhiều. Anh chị em là mua dưỡng 3 ngày bao nhiêu một đêm dưỡng dạ, một đêm. Dưỡng ca kem body đó dưỡng rồi. Ban ngày và ban đêm mà đều đồng giá như nhau là 490.000 một chai nha mấy chị ơi. Cả nhà mình đặt hàng vô đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Dạ siêu trắng nguyên mấy chị ơi. Đây là kem body đây. Cả nhà mình xức vô là thẩm thấu vô làn da của mình, chứ mà không hề bị bết rít nha mấy chị nha. Đặc biệt là những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng cực kỳ sướng luôn. Tại vì nó thẩm thấu vô làn da, mà khi mà cho em bé bú nó không có hề bị bết rít nha mấy chị ơi. Nó cũng không có gặp nước, nó không bị trôi nha. Đặc biệt là kem dưỡng ban ngày là nó có chất chống nắng cho mấy chị
luôn. Đây hồi nãy hai tay em tắm lên một tay rất là trắng. Ui, nước ra đây. Rồi nhanh tay lại chân chị em mà mua để số điện thoại giùm cho bên em như vậy nha, cực kỳ ok luôn. Nhanh toa lẹ chân đi mọi người ơi. À, một bộ là 1.470.000 cái gì nha, 1.470.000. Em đặt ok tin đần số điện thoại giùm cho luôn. Xài một lần là trắng rồi chị ơi, không có cần phải xài mấy chai đâu chị. Rồi một lần thôi là giám ta đã bật tông và sáng cực kỳ nhớ gì nha. Anh chị em nào mua thì bây giờ comment số điện thoại giùm cho em. Còn ai muốn làm chi nhánh làm đại lý thì liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em nhớ gì nha. Rất là ok nhớ gì nha. Quỳnh lấy hộp trang điểm giùm anh coi. Chị đâu? Đi đâu? Ta làm một rùi hả? Vậy bây giờ em sẽ trang điểm đi cổ vũ đá banh những gì nha. Đi sân đá banh rồi. Em đi chạy ra sân đá banh cái. À, rồi chị em nào mua thì comment giùm cho em. Đầu tiên là trước tiên ta sẽ dưỡng một lớp. Ừ. Nguyễn Trung Phương, chào Nguyễn Trung Phương, có coi đá banh không mày? Dúc Diễm ơi, mình nên kiên trì làm, nói chung là nó sử dụng một lần là đã trắng rồi. Nhưng mà mình nên kiên trì sử dụng lâu dài giúp em nha. Và trời ơi, dạ nó trắng lắm quý vị, nó trắng cái làn da nó sẽ bật tông cái gì nha. Hai cái mu bằng tay gì thấy không, hai cái mu nó trắng liền quý vị, nó trắng liền quý vị. Dạ không muốn biết thiệt hay không thì chỉ có mua sử dụng thử giúp em một chai thôi cũng được nha. Ờ mấy má này xào không thiệt vậy thôi, má đi ra đi má, ai mà mượn má. Không lẽ tôi nói, trời tôi nó xào đó mấy má ơi, tôi nó xào đừng mua. À. Ok, Trịnh Thị Huân đâu nè. Ý em hỏi là hôm bữa em mua rồi nhưng không biết sử dụng nên hỏi lại hả? Mày sao mày có hai ba ý mày viết, mày nói sao sử dụng rồi mà không trắng. Rồi bây giờ mày nói không biết sử dụng. Trời ơi bây giờ cái tấm trắng mà không biết sử dụng thì đi chết đi. Đi chết đi. Tấm trắng ta sử dụng bình thường mà sử dụng gì nó dễ ẹt. Tao nói mà không sử dụng Quốc Khánh này, chào Quốc Khánh nè em ơi. Đó, quý vị thấy không? Đó chúng ta sức lên những gì nha. Và chúng ta ủ lên làn da chúng ta cực kỳ mịn và cực kỳ sáng luôn. Anh chị em nào mua thì comment số điện thoại giùm cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ mấy chị mà tắm mặt xong rồi mà mấy chị sử dụng kem lên là nó thẩm thấu với làn da của mình này nha. Rất là sướng luôn mấy chị ơi. Đá banh mấy không hả quý vị? Đá banh tẩy số mấy rồi vậy? 21 hả? 21 rồi hả? Thấy ghê vậy? Bao trắng luôn, kem body mấy chị nó thẩm thấu vào làn da mà da của mình nó không hề bị khô nha mấy chị nha. Tắm xong là không hề bị khô, đặc biệt là xài body xài phay được luôn nha mấy chị nha. Xài phay được luôn nha mấy chị nha. Nói chung là rất là ok. Anh chị em nào cần để số điện thoại giùm cho em hoặc liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho bên em cái gì nha. Bùi Mạnh Linh Salo cũng như là tư vấn cho vậy rất là ok cũng như là rất là hiệu quả. Gì ạ? Dạ một chai là 490.000 nha cả nhà ơi. Đây. Ôi sức vô phấn ăn vô sướng hả? Ăn nó mình tắm trắng cái mặt mình xong cái gì? Cái mình đánh kem lên, mình đánh phấn nền vô nó rất là ăn vô cái làn da của mình như vậy nha, nó ăn rất là ăn luôn. Cảm ơn quý vị đó nhiều. Chị em nào mua thì comment liên tục giùm cho bên em như vậy nha. Thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho quý vị rất là nhiệt tình như vậy nha. Nhân ta lại chuyên đi mọi người. Mà bị chai da đó mấy chị, là mình sử dụng cái sản phẩm này là trắng cực kỳ luôn. Bị thiệt chai luôn. Là bị gì? Bị chai. Ừ. Dạ. Việt Nam thắng rồi hả? Đâu có gì thấy không? Khi mà mình xích linh về thì cái mặt chúng ta có gì nó ăn phấn, rất là ăn phấn khủng khiếp như gì nha. Chẳng lắm, sướng lắm. Mình đánh mấy vô nó ăn đã lắm. Mấy chị mua sử dụng thử giùm em nha. Một chai là mình tắm được 2 tháng đó mấy chị ơi. Rất là trắng luôn, 490.000 một chai nha. Cái này Mạnh Linh Bùi nó bán như gì nha, Mạnh Linh Bùi nó bán, ai mua thì liên hệ Mạnh Linh Bùi giùm cho em nha quý vị nha. Rất là ok, rất là hiệu quả luôn quý vị thấy không. Khi mà mình đánh lên là phấn nó ăn vô mặt rất là nhanh, bởi sao tới bào chết đi ra rồi, cũng như là cái da mặt chúng ta nó mịn màng quý vị. Dạ mịn màng nó trắng lên. À, Hoài Ly cảm ơn quý vị. 21 Bảo hả? Ok đi Bảo nha, đi Bảo nha. Ai đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nè. Mấy chị nào muốn tư vấn cũng để lại số điện thoại giùm em luôn. Ok Tấn Anh Nguyễn nha. Ủa nãy mới nói gì mà sao giờ đặt hàng? Thôi không có bán cho Tuấn Anh nha. Ừ xạo nha. Chơi không có chơi vậy được nha. Anh không có bán cho Tuấn Anh nha, mình lớn rồi em. Mình bớn rồi. Anh Lâm ơi nhận được xét son ba kia chưa? Là ai à? Ai biết, nhắn tin cho anh đó. Tặng anh. À không có, mai mình like cho son á. À. Ngày mai em like cho hãng son gì nha, ngày mai mọi người ủng hộ. Mới gửi trong phà tả hả? Ừ. Rồi bây giờ hết giờ rồi Phan Quỳnh. Hết giờ rồi, bây giờ em sẽ đi bảo gì nha. Em phải trang điểm nhẹ nhàng, em đi bảo như gì nha. Em đi bảo đâu này nọ. Bảo táp phong ba dừng đứng thần ha. Ok Tuấn Anh Nguyễn nè. Bây giờ có thiệt hay không thì đặt hàng, nhận hàng nhớ nhận nha. Đừng bơm hàng là mới thiệt nha. Trời mấy má ơi, mấy má mà ghét tôi, mấy má bơm hàng tôi không có ảnh hưởng gì mấy má. Dạ, Mạnh Bùi tội nghiệp nó thôi. Ừ.
À, ở xa là mình vẫn ship được luôn nha chị. Tiffany Lê ơi. Tiffany Lê, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ em sẽ kết thúc live stream tại đây. Thì bây giờ ai mua sản phẩm thì liên hệ giùm cho em. 490.000 một chai như thế này. Và ta nói body ban đêm như body ban ngày cũng 490.000 luôn. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn lại. Tạm biệt mọi người. Hello, xin chào, tạm biệt mọi người.